Máy khoan đất Takeo TK3B khởi động dễ dàng, chỉ cần giật một cái nhẹ là nổ. Khoan nổ với đường kính từ 10, 15, 20, 25, 30cm. Một nổ khoan thời gian mất khoảng chừng 15 đến 20 giây. Rất là đơn giản và nhanh. Đường kính của mũi khoan sâu là 80cm nha bà con. Máy có thể khoan được ở mọi địa hình đất. Hiện tại thì chúng tôi đang test máy ở đất đỏ Ba Gian và đất nhiều rễ cây lớn. Bà con có thể xem là rễ cây lớn bằng ngón tay cái, máy vẫn có thể khoan được một cách rất là dễ dàng. Máy có hỗ trợ khung chân kê bánh xe giúp di chuyển, thao tác khoan cực kỳ nhẹ nhàng. Có thể khoan được tất cả các địa hình đất, đồi, núi, dốc, có nhiều rễ cây và đá.